Chào thầy, chào anh, chào giảng. Em tên là Nguyễn Tiến Thịnh, mã số sinh viên 18146222, lớp vi xử lý sáng thứ 6, tiết 123. Nay em sẽ trình bày cái bài tập chính, làm bài đếm sản phẩm như là video thầy đã hướng dẫn. Thì cụ thể trong cái video thầy đã hướng dẫn mình làm một cái bài đếm sản phẩm sử dụng thumper 0, sử dụng thumper 0 của Bitmoji 887. Và ngoài ra mình còn hiển thị được cái số sản phẩm mình đã đếm lên LCD, và mình có thể thiết lập một cái giá trị sản phẩm tối đa nó nằm từ khoảng 10 đến 20, và khi mà cái số sản phẩm của mình nó bằng cái giá trị mà mình đã cài đặt đó thì nó sẽ nhấp nháy cái dòng chữ là đã đủ sản phẩm lên trên LCD. Ngoài ra thì mình còn có hai nút nhấn là nút nhấn up để tăng cái số lượng, nhấn up và nhấn down để cài đặt cho cái số lượng sản phẩm mà mình tối đa mà mình cần đếm. Mình nhấn up thì cái số sản phẩm tối đa mình sẽ tăng lên 1, nhấn down thì số sản phẩm tối đa nó sẽ giảm 1. Bây giờ mình sẽ đi vào cái sơ đồ mạch nguyên lý. Thì ở đây mình sử dụng một con Bitmoji 887, các chân và một cái module LCD 16x2. Ở đây em kết nối vào với Bitmoji 887 theo cái kiểu là bốn đường dữ liệu, là các cái chân data 4 tới chân data 7 của LCD, thì lần lượt nối vào cái chân RD4, chân RD7 của vi điều khiển, cái chân RS thì nối vào pin E0, chân RW thì nối vào pin E1, chân Enable thì nối vào pin E2, VDD thì nối lên nguồn VCC, VSS thì nối xuống ground. Do là bài này mình sử dụng thumper 0 nên sẽ kết nối, em sẽ giả lập một cái cảm biến bằng cái nút nhấn, giống như khi mà mình nhấn cái nút nhấn này thì là sensor, giả sử như là sensor nó sẽ có tín hiệu, thì mình sẽ kết nối cái nút nhấn này vào cái chân RA4 T0CKI là dùng cho thumper 0. Ở đây làm có, ở đây em còn kết nối thêm một cái nút reset chân master clear. Ở đây em sử dụng tạch anh, nguồn tạch anh ngoài, nguồn tạch anh là 20m, kết nối vào cái chân OC1 và OC2, hai nút nhấn, nút nhấn up và nút nhấn down thì nối vào chân RB0, nút nhấn down thì nối vào chân RB1, nút nhấn up thì nối vào chân RB0, và hai nút nhấn này có cái điện trở kéo lên 4700 ohm. Ngoài ra trong thực tế thì cái mạch nguyên lý nó còn có vi điều khiển nó còn có hai cái chân VDD và VSS, thì trong phần mềm nó đã ẩn đi. Tiếp đến là mình sẽ đi đến cái lưu đồ. Đây là cái lưu đồ cái chương trình. Khi mà mình bắt đầu chương trình, mình phải khai báo với thư viện Bitmoji 887, khai báo thư viện LCD. Mình nhớ là trước khi khai báo thư viện LCD là mình phải khai báo cái chân, định nghĩa cái chân của LCD đang kết nối như thế nào với vòng vi điều khiển. Mình sẽ khai báo các biến. Cụ thể trong bài này mình sẽ sử dụng hai biến, là biến dùng để lưu cái giá trị sản phẩm nhận được từ thumper, và biến thứ hai là cái số sản phẩm tối đa. Và mình sẽ thay đổi cái số sản phẩm tối đa đó bằng hai nút nhấn như đề bài yêu cầu. Để làm cái việc đó thì em còn biết thêm là hai chương trình con. Chương trình con đầu tiên là dùng để hiển thị sản phẩm, và chương trình con là dùng để hiển thị số sản phẩm tối đa, số max lên hai chương trình này nó hiển thị lên LCD. Do bài này mình sử dụng thumper nên là mình sẽ phải có một cái dòng lệnh để setup thumper. Cái dòng lệnh nó cụ thể là setup thumper 0, sử dụng thumper 0. Mình sẽ setup thumper 0. Chân mình kết nối để mình lấy cái xung, là cái xung vào đầu vào là chân T0. Chân pin T0. Bên T0 như là mình đã kết nối T0CKI. Và ở đây mình sử dụng là nguồn xung ngoại, hay là mình sẽ đi là ESTT, có nghĩa là mình sử dụng cái xung ngoại để mình làm tín hiệu cho cái thumper nó đếm. Và loud to high có nghĩa là thumper nó sẽ đếm khi mà nó nhận được tín hiệu từ cái xung cận lên, nghĩa là khi mà cái xung nó tăng từ 0 lên 1. Nó tăng từ 0 lên 1 thì lúc đó thumper nó sẽ đếm. Coi và mình còn phải khai báo thêm là cái hệ số chia. Ở đây mình do là bài này đếm sản phẩm đơn giản, mình không cần phải chia nhiều, mình chỉ cần chia cho một thôi, dip 1 T0 dip 1
trước khi bắt đầu thì mình phải trả cái giá trị của sản phẩm không nó về không, là về giá trị về ban đầu là chưa có sản phẩm đi qua mình mới bắt đầu đếm. Tiếp đến vào cái chương trình chính thì mình sẽ lấy giá trị từ cái thăm không, mình lấy giá trị từ cái thăm không bằng và mình gán nó vào cái biến sản phẩm, và sau đó mình sẽ cho hiển thị cái giá trị sản phẩm lên và hiển thị cái số sản phẩm tối đa lên LCD. Lúc này là LCD nó đang hiển thị. Tiếp đến mình sẽ kiểm tra cái nút nhấn. Đầu tiên là mình kiểm tra nút nhấn up. Nếu mà mình nhấn nút up và kèm theo đó là cái điều kiện là số max của mình nó phải nhỏ hơn 20, có nghĩa là theo yêu cầu của đề bài là mình không được, mình chỉ đếm trong mình chỉ được cài đặt cái số max này trong khoảng từ 10 đến 20 thôi. Nên là nếu cái số max này nó nhỏ 20 thì mình sẽ số max của mình nó sẽ tăng lên một giá trị và nó quay lại cái dòng lặp để nó lấy giá trị sản phẩm và nó hiển thị sản phẩm và nó hiển thị lại cái số max. Nếu mà mình không nhấn nút up mà mình nhấn nút down thì cũng tương tự. Nếu số max mình lớn hơn 10 thì tối thiểu là cái số max của mình nó phải bằng 10 thì cái số max nó sẽ bị trừ, nó sẽ bị trừ đi 1 và nó tiếp tục nó quay lại nó kiểm tra xem nó hiển thị cái sản phẩm, nó lấy giá trị của sản phẩm, nó hiển thị sản phẩm rồi nó hiển thị số max. Và một điều nữa là khi mà cái số sản phẩm của mình nó bằng cái số max, nó bằng cái số max có nghĩa là mình đã đếm đủ sản phẩm thì nó sẽ nhấp nháy cái chữ sản phẩm trên LCD. Và lúc này cái chương trình của mình nó sẽ lặp lại tại chỗ, nó sẽ lặp lại tại chỗ và mình sẽ không thể đếm sản phẩm, mình không phải đếm sản phẩm nữa hay là mình nhấn up nhấn down gì được nữa. Tiếp theo mình sẽ đến cái code của chương trình thì là như lưu đồ. Đầu tiên là mình phải khai báo thư viện bit 16887, mình fill HS, ở đây mình xài thằng là 20m nên sẽ là high speed HS. Mình khai báo use delay clock 20m, ở đây mình định nghĩa hai cái pin B0 và pin B1 thành cái nút up, lần lượt là cái nút up và nút down. Ở đây mình sẽ định nghĩa, tiếp tục là mình sẽ định nghĩa các cái chân kết nối của LCD, nó kết nối với cái chân nào của vi điều khiển. Thì ở đây là chân enable thì nó vào pin E2, chân RS nó vào pin E0, chân RS thì nó vào pin E1, cái chân data 4 tới chân data 7 thì nó lần lượt vào pin D4 tới pin D7. Mình sau khi mình đã khai báo xong thì mình mới include cái thư viện LCD.c. Tiếp theo là mình sẽ khai báo các biến. Ở đây em sử dụng là biến insight và 8 bit, biến sản phẩm và biến số max. Tiếp đó là mình viết hai cái chương trình con. Mình viết hai cái chương trình con để hiển thị số sản phẩm và hiển thị cái số max lên LCD. Thì nó cũng đơn giản. Đầu tiên là mình phải di chuyển con trỏ của LCD về cái vị trí mình muốn viết. Cụ thể là yêu cầu là mình hiển thị cái số sản phẩm ở hàng thứ hai và hiển thị cái số max ở hàng đầu tiên. Đầu tiên là cái chương trình con hiển thị sản phẩm thì mình sẽ LCD dùng cái lệnh là LCD go to XC, vị trí thứ nhất của hàng thứ hai, và mình dùng cái lệnh ring LCD push sản phẩm 2.0IO, có nghĩa là 0.0IO có nghĩa là mình hiển thị giá trị của hai chữ số sản phẩm. Cái biến sản phẩm của mình là inside nên mình sẽ là U, còn 0.2 có nghĩa là mình hiển thị hai chữ số và hiển thị luôn cả số 0 phía trước, số 0 vô nghĩa phía trước, và mình cho vào đó là cái biến, cho vào đây là cái biến sản phẩm HB. Và tới cái chương trình hiển thị số max thì cũng tương tự, nhưng lần này mình cho con chỗ LCD nó đi về vị trí thứ nhất của hàng đầu tiên bằng cái lệnh LCD go to XC. Tiếp theo là mình cũng sử dụng cái lệnh là printf LCD push sản phẩm max là 0.2U, là cái biến số max này nó cũng là biến inside, và mình lấy hai chữ số do nó đi từ 10 đến 20, là mình cũng không cần phải thiết lập cho nó, là mình cũng không cần phải khai báo là nó lấy số 0 vô nghĩa làm chi nữa. Và tiếp theo mình dán nó vào cái, mình đặt nó vào cái biến là số max. Rồi đến cái chương trình chính thì bắt đầu chương trình chính thì mình phải khai báo cái định nghĩa cái chân mà mình đã kết nối với LCD là mở ra bằng cái lệnh là setchd0 để mình sử dụng được LCD. Mình phải khai báo đầu tiên là cái lệnh là LCD init, mình khởi tạo LCD và cái giá trị số max ban đầu của mình
là mình cho nó là 15. Ban đầu nó là 15. Rồi mình hiển thị số mắt ra. Mình hiển thị số mắt ra. Rồi sau đó mình sẽ đến cái lệnh là setup timer. Ở đây giống như trong lưu đồ thì có giải thích rồi. Setup timer 0. Pin T0 sử dụng xung ngoại và đếm cộng lên low to high. T0 mà mình cái hệ số chia mình là 1. Ban đầu mình cũng phải set timer 0 của mình nó về giá trị 0. Bắt đầu là mình bây giờ mình sẽ đi vào cái vòng lặp của mình. Mình sẽ lấy cái giá trị của cái timer nó đã đếm được và mình gắn nó vào cái biến sản phẩm bằng cái lệnh là get timer 0. Rồi mình sẽ hiển thị cái sản phẩm ra. Mình hiển thị cái sản phẩm ra và sau đó mình hiển thị cái số mắt. Bắt đầu mình sẽ đi lập trình cho cái nút nhấn và cái điều kiện khi mà đã đếm được sản phẩm. Thì đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái nút nhấn up bằng cái lệnh là if input up bằng 0. Đây là có delay 10 ms và kiểm tra nút nhấn lại một lần nữa là cái chống dội cho phím nhấn. Nếu giống như trong lưu đồ thì nếu như cái số mắt của mình nó nhỏ hơn 20 thì cái số mắt nó sẽ cộng lên 1 và mình chờ cho đến khi mình nhả nút nhấn ra. Tương tự như vậy thì cái nút nhấn down cũng vậy. Nếu mà mình nhấn nút nhấn down, sau đó mình chống dội cho nó, chống dội rồi mình sẽ tiếp tục mình so sánh cái điều kiện là số mắt nó có lớn hơn 10 không. Nếu nó lớn hơn 10 thì nó sẽ giảm đi một đơn vị. Tiếp tục mình chờ cho đến khi mình thả nút nhấn ra. Rồi tiếp đến là cái điều kiện cuối cùng. Nếu mà cái sản phẩm của mình nó đã bằng cái số sản phẩm đó ra rồi thì nó sẽ nằm trong một cái vòng lặp. Vòng lặp tại chỗ. Đây là dùng while chu và hiển thị cái dòng chữ là đã đủ sản phẩm nhấp nháy. Nên là mình đầu tiên là mình phải LCD của tổ XC 1-2 để cho cái con chó của LCD nó đến cái vị trí hàng thứ hai. Và ở đây mình sẽ không cái hàng 2 của mình bây giờ không hiển thị cái số sản phẩm mình đã đếm được nữa mà mình sẽ hiển thị cái dòng chữ đã đủ sản phẩm lên. Đây dùng lại là LCD của XC để hiển thị cái dòng chữ đã đủ sản phẩm lên. Ở đây delay một khoảng thời gian. Bởi vì nhấp nháy nên là mình delay một khoảng thời gian thì sau đó mình cũng lại LCD của XC 1-2 đúng cái vị trí đó. Mình thay cái dòng chữ đã đủ sản phẩm này bằng một cái khoảng trắng. Cái khoảng trắng tương tự có số lượng khoảng trắng tương tự với dòng chữ đã đủ sản phẩm này. Mình tiếp tục delay 300 ms và mình đặt cái dòng lệnh này, rất là cái dòng lệnh này trong cái dòng lặp while chu. Nên là khi mà sẽ số sản phẩm bằng cái số mắc thì nó sẽ lặp đi lặp lại cái này và chương trình của mình nó kết thúc và mình không thể đếm được nữa. Mình không đếm được hay là mình thay đổi cái số mắc nữa. Còn nếu mà cái số sản phẩm chưa bằng số mắc thì bây giờ mình tiếp tục vô tu lặp để mình hiển thị cái số sản phẩm ra, hiển thị số sản phẩm, hiển thị số và kiểm tra hai cái nút nhấn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng cái chương trình. Ban đầu là LCD của mình nó hiển thị là số sản phẩm là 15, sản phẩm là 0. Giờ mình sẽ đến khi mà có sản phẩm đi qua thì cái sensor nó nhận được thì ở đây sẽ có tín hiệu. Ở đây mình giải lập nó bằng cái nút nhấn, thì khi mình nhấn lên thì là có sản phẩm. Nhấn lên. Mỗi lần mình nhấn thì số sản phẩm nó sẽ tăng lên 1. Và khi mà nó tăng đến cái đủ cái số lượng ở đây là cụ thể là số sản phẩm mắt của mình là 15 thì nó cái dòng chữ đã đủ sản phẩm nó sẽ hiện ra để nhấp nháy. Rồi lúc này nhấn nút bấm down không còn được nữa. Em sẽ reset. Bây giờ em sẽ thay đổi cái giá trị sản phẩm mắt. Đây mình nhấn up thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Khi lên 20 thì nó không tăng nữa. Nhấn down thì xuống 10 đơn vị. Xuống 1 đơn vị. Và khi đến 10 thì nó không giảm xuống được nữa. Tiếp tục đếm. Thử. Khi mình đếm tới ở đây số sản phẩm mắt của mình cài đặt là 10 nên là khi mình đếm tới 10 nó sẽ nhấp nháy. Đây nó đang nhấp nháy. Và lúc này mình cũng không thể tăng cái số sản phẩm mắt lên được nữa. Mình đã đếm đủ sản phẩm rồi. Vậy là cái bài tập của em đã xong. Cảm ơn thầy, cảm ơn anh trợ giảng đã theo dõi.